Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với Thanh Đình Soccer. Chắc hẳn nhiều bạn sẽ ngây ngô đặt ra câu hỏi rằng cầu thủ đá bóng khi thi đấu có mặc quần lót không? Câu trả lời đương nhiên là có. Vậy quần lót của cầu thủ đang tồn tại những bí ẩn gì? Cần đảm bảo những điều kiện gì mà chưa được khai sáng hoặc rất ít người biết? Chắc chắn các thông tin được bật mí ở video ngày hôm nay của Thanh Đình Soccer sẽ thật sự thú vị và giải đáp nhiều thắc mắc bấy lâu nay mà các bạn hỏi. Thưa quý vị, trước đó thì đừng quên bấm subscribe kênh YouTube Thanh Đình Soccer, nhớ bấm chuông để nhận về những câu chuyện độc đáo nhất, hay ho nhất, thú vị nhất của thế giới túc cầu. Thưa quý vị, trang phục bên trong sẽ được thiết kế riêng, tỉ mỉ và công phu cho vận động viên, bất kể họ là cầu thủ được định giá cao nhất thế giới hay một cầu thủ bình thường. Với mục đích giúp cầu thủ vừa cảm thấy thoải mái, dễ dàng di chuyển, dễ chịu nữa, vừa bảo vệ phần nhạy cảm và tránh bị lộ hàng trước hàng nghìn con mắt săm soi khi đang thi đấu. Được biết, cầu thủ khi thi đấu sẽ đồng loạt mặc trang phục đồ lót ở bên trong của những hãng thể thao nổi tiếng. Họ thiết kế riêng dành cho sự phù hợp với thể trạng khi vận động viên tham dự ở một các môn thể thao, đặc biệt là bóng đá. Do vậy, FIFA cũng đã cho ra đời văn bản quy định về đồ lót bên trong dành cho những cầu thủ thi đấu bóng đá. FIFA luôn khuyến khích cầu thủ khi tham gia thi đấu trên sân nên ưu tiên những quần đùi dáng dài ngang bằng với quần thi đấu ở bên ngoài. Điều này được giải thích là bởi vì có khá nhiều thủ môn khi thi đấu mặc quần dài, chúng sẽ tránh được sự nhầm lẫn, tạo cho cầu thủ cảm giác thoải mái và sự tự tin khi tham gia thi đấu. Nếu khi các cầu thủ ra sân, trọng tài quan sát thấy mẫu trang phục bên trong không thực sự phù hợp với yêu cầu của trận đấu thì chúng gây ra sự nhầm lẫn và họ được phép yêu cầu thay đổi ngay lập tức. Quần trong của các cầu thủ theo quy định phải là màu trơn, không có quảng cáo, họa tiết, khẩu hiệu. Như thế sẽ giữ được mỹ quan và hạn chế xảy ra những vấn đề đáng tiếc. Quần giữ nhiệt hoặc quần lót trong của cầu thủ phải có màu sắc giống với màu đội bóng của họ. Như thế thì sẽ giúp trọng tài tránh được sự nhầm lẫn giữa hai đội. Nếu như quần lót hay quần trong của cầu thủ bóng đá không đáp ứng được đầy đủ ba quy định trên thì họ sẽ bị xử lý khi vi phạm. Cụ thể là nếu sai sót về trang phục, họ sẽ được trọng tài nhắc nhở, sau đó mời ra khỏi sân để có thể có sự phù hợp về mặt thay đổi. Cụ thể là nếu sai sót về mặt trang phục, họ sẽ được trọng tài nhắc nhở, sau đó mời ra khỏi sân để có sự thay đổi phù hợp nhất. Nếu như cầu thủ vẫn cố tình vi phạm khi được nhắc nhở thì họ có thể bị trọng tài xử phạt tùy thuộc vào tình huống ở trên sân. Cầu thủ sẽ bị xử phạt một quả phạt, mời ra sân hoặc nếu như lỗi về thái độ có thể bị phạt thẻ. Vậy cầu thủ có thể không mặc quần lót khi thi đấu hay không? Thực ra thì chưa có trường hợp nào chơi chén đến mức ấy khi đã từng được ghi nhận trong lịch sử. Các cầu thủ đều ý thức mình phải mặc chỉnh trước khi bước ra thảm cỏ vì nhiều lý do khác nhau. Thứ nhất, những loại trang phục bên ngoài thường làm bằng chất liệu thô cứng, đặc biệt là chiếc quần thể thao mà cầu thủ thường mặc. Nếu như bạn thả rông, sẽ chẳng dễ chịu chút nào khi bạn di chuyển hay vận động nhiều, bởi cậu nhỏ sẽ luôn bị cọ sát vào những chất liệu không mấy thân thiện này. Khi mặc quần lót thì sẽ tạo ra một lớp bảo vệ cần thiết giúp cố định cậu nhỏ, đồng thời ngăn ngừa sự ma sát với lớp quần ở bên ngoài. Thứ hai là tránh bị hàm da. Đây là một phản ứng kích ứng da. Thứ hai là để tránh bị hàm da. Đây là một phản ứng kích ứng da. Nó xảy ra ở vùng nhạy cảm bị cọ sát quá nhiều trong điều kiện nóng ẩm. Hơn thế nữa, vùng nhạy cảm lại rất nhanh tiết mồ hôi, đặc biệt là khi vận động mạnh với cường độ cao. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho hiện tượng hàm da, kích ứng da xuất hiện. Chiếc quần xịp sẽ giúp cố định súng ống và ngăn chặn sự cọ sát với các tác nhân bên ngoài. Ngoài ra, những loại quần xịp được sản xuất từ cốt tông sẽ giúp thấm hút mồ hôi tốt, tạo độ khô thoáng trong vùng kín. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn, không còn cảm giác khó chịu, ngứa ngáy, thậm chí là đau rát. Ngoài ra, chúng còn tránh những tình huống xấu hổ cho các cầu thủ. Cầu thủ nhớ chẳng may đang thi đấu, tự dưng thấy các cổ động viên nào đó xinh đẹp, ăn mặc sexy, ông ở trong quần lại phản chủ, ngóc đầu dậy. Thôi, lúc ấy thì nói thật là kể cả có khuôn mặt đẹp dai như Ronaldo hay Ramos hay kể cả Neymar cũng xấu hổ chẳng có chỗ mà trốn. Ngoài ra thì bạn cứ thử tưởng tượng như này, mấy ông sở hữu súng ống khủng kiểu như Balotelli, Didier Drogba, Bukayo Saka hay Kylian Mbappe khi chạy mà không mặc thì ui trời ơi. Thôi rồi, chắc chắn chúng ta sẽ thấy một cái gì đó lắc lư ở phần dưới của họ. Chẳng ai có thể tưởng tượng được tình huống đó sẽ xảy ra và chủ nhân sẽ xấu hổ như thế nào, đặc biệt ở chốn đông người. Đó là tất cả về chiếc quần trong của cao thủ. Nghe tưởng chừng như đơn giản và bắt buộc phải có, thế nhưng chẳng thiếu những giai thoại cười ra nước mắt. Nổi tiếng nhất là trường hợp của thủ môn Manchester City, Ederson. Anh từng nửa đưa nửa thật rằng mình đạt thành công như vậy không chỉ phụ thuộc vào bộ kỹ năng của bản thân, đồng đội, ba luyện mà còn nhờ một sự mê tín. Ederson luôn mặc một chiếc quần lót trong cả mùa mùa. Tôi có một sự mê tín là mặc đồ lót giống nhau trong mọi trận đấu, lúc nào cũng thế. Mọi người ở đây đều biết, dùng xong thì tôi lại cất vào xó. Mỗi mùa tôi chỉ mặc duy nhất một chiếc. Thủ thành người Brazil cho biết đây là điều mê tín duy nhất và duy trì thói quen này từ khi còn thi đấu cho Benfica. Năm đầu tiên tôi mặc như vậy và đã thành công. Và trong 8 năm qua, tôi đã giành được 7 danh hiệu quốc gia. Rõ ràng điều mê tín đó đã mang lại hiệu quả đấy chứ. Vậy có ai bị phạt vì chiếc xịp của mình chưa? Có. Nổi tiếng ở đẳng khác. Đó là Nicolas Benner. Vâng, 11 năm trước, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA
đã đưa ra quyết định cấm thi đấu một trận và phạt 100.000 euro đối với ngài Lott cho trận đấu ở Bồ Đào Nha tại lượt trận thứ hai vòng bảng Euro 2012. Sau khi ghi bàn thắng thứ hai, anh đã cố tình vén cao áo và kéo quần đùi xuống thấp để lộ cao của Lott. Trên đó thì có in tên một công ty cá cược của Ireland. Chia sẻ về việc mình bị đưa vào tầm ngắm của UEFA, Bender tỏ ra ngỡ ngàng. Tôi đơn giản chỉ nghĩ đó là một chiếc quần đem lại may mắn. Ở trận đấu đầu tiên cũng như trước giải đấu năm nay, tôi đều sử dụng loại quần này. Tôi không hề biết mình đã phạm luật, nhưng giờ thì tôi đã ý thức được việc này rồi. Một ví dụ khác hài không hề kém là trong một trận đấu thuộc giải Cúp FA dành cho các đội trẻ, vị trọng tài điều khiển trận đấu đó là Darren Hardy đã rút tới 5 chiếc thẻ đỏ để đuổi 5 cầu thủ của câu lạc bộ Bath City với lý do dám mặc quần lót trắng ra sân thi đấu. Trong trận đấu này, trang phục thi đấu của đội bóng nói trên là quần đen và theo quy định của Liên đoàn bóng đá Anh thì các cầu thủ không được mặc quần lót có màu khác với màu quần bên ngoài. Tuy nhiên, bất chấp việc luật đã quy định rõ ràng, 5 cái tên vẫn liều lĩnh chơi trội, đó là Bailey Cooper, Donald Rogers, Burton, Ben Bicklell và thủ thành Nevis Pierre. Mặc dù vậy, được biết là 5 cầu thủ này không phải bị cấm vào sân như luật định mà bị đuổi ra khỏi sân trong khi trận đấu đang diễn ra. Không rõ bằng cách nào để ông trọng tài chính lại có thể phát hiện ra màu quần ở bên trong của các thủ trẻ và lần lượt rút thẻ buộc họ phải rời sân. Quần thì đen nhưng quần trong lại màu trắng. Và với việc thiếu vắng quá nhiều cầu thủ, không quá khó hiểu khi Bath City lại thua một đội bóng đối địch đó là Newport County tới 6 bàn không gỡ. Đó là chưa kể việc huấn luyện viên Billy Clark của Bath City cũng bị đuổi nốt trận đấu này vì dám phản ứng với các quy định của trọng tài. Tất cả chuyện này đều quá kỳ quái. Thưa quý vị, chúng tôi rất tức giận với các trọng tài điều khiển trận đấu này. Quy định là quy định nhưng họ không nhất thiết phải cư xử cứng nhắc như vậy ở một giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ. Tại sao trọng tài không kiểm tra kỹ lưỡng trang phục trước khi cho phép cầu thủ ra sân thi đấu? Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của Thanh Đình Soccer. We'll be right back.